Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với tin tức 24 giờ TV. Cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới đây, quý vị sẽ không bỏ lỡ những thông tin thời sự an ninh đáng chú ý nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Phát hiện cặp vợ chồng F2 cứ đến đêm lại trốn khỏi nhà đi mua bán thịt lợn. Nguy hiểm, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2 xuất hiện chuỗi lây mới. Tin đặc biệt về 3 ca mắc COVID-19 ở tâm dịch Thuận Thành, suy hô hấp nặng phải thở máy. Phát hiện thêm 2 người nghi nhiễm nCoV liên quan thai phụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ bán hoa quê Hưng Yên dương tính SARS-CoV-2 sau 4 lần xét nghiệm. Khẩn cấp khoanh vùng cách ly bệnh viện quận Tân Phú ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Rịa Vũng Tàu cách ly F1, truy vết F2, F3 liên quan ca nhiễm ở Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Tin tích cực, 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 Hà Tĩnh xuất viện, Nghệ An không còn ca mắc COVID-19. Người mua thuốc điều trị đường hô hấp ở thành phố Hồ Chí Minh phải khai báo y tế. Kinh hoàng, trong 4 tháng, Malaysia phát hiện 1.085 ổ dịch COVID-19 ở nơi làm việc. Đài Loan tức giận mất hợp đồng vaccine COVID-19 vì cụm từ đất nước chúng tôi. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Tin nóng, phát hiện cặp vợ chồng F2 cứ đến đêm lại trốn khỏi nhà đi mua bán thịt lợn. Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Toàn Thắng, Gia Lộc, Hải Dương cho biết lực lượng chức năng vừa lập biên bản xử lý ông K, sinh năm 1964, vợ là bà TG, sinh năm 1966, vì vi phạm quy định về phòng chống dịch. Hai vợ chồng trú tại thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc. Vợ chồng ông K làm nghề bán thịt lợn thường xuyên ở chợ Phú Yên, thành phố Hải Dương. Vừa qua, khu vực chợ Phú Yên bị phong tỏa vì có liên quan trường hợp mắc COVID-19. Vợ chồng ông Ca được xác định là F2 và đã có quyết định cách ly y tế tại nhà từ ngày 20 tháng 5. Tuy nhiên, theo thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, thời gian gần đây, hai vợ chồng vẫn mang thịt lợn đến thành phố Hải Dương để bán. Khi làm việc với cơ quan công an, ông Ca không thừa nhận hành vi trốn cách ly y tế tại nhà của vợ chồng mình. Qua rà soát các lò mổ gia súc trên địa bàn tỉnh, công an huyện Gia Lộc xác định được anh Nguyễn Văn Cê, sinh năm 1979, trú tại xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, làm nghề mổ lợn tại lò mổ ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, thường xuyên cung cấp thịt lợn cho vợ chồng ông Ca từ 2 giờ đến 4 giờ sáng hàng ngày. Anh Cê cho biết trong tất cả các ngày từ 20 tháng 5 đến 27 tháng 5, anh đều cung cấp thịt cho vợ chồng ông Ca. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, công an huyện Gia Lộc tiếp tục đấu tranh với vợ chồng ông Ca để làm rõ hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế. Đến 18 giờ ngày 27 tháng 5, vợ chồng ông Ca thừa nhận từ 21 tháng 5 đến 27 tháng 5 trong thời gian cách ly đã trốn khỏi nhà từ 2 giờ sáng để đến lò mổ của anh C lấy thịt lợn mang đi bán cho các cơ sở chế biến ăn uống ở thành phố Hải Dương. Đến tầm 5 giờ sáng thì trở về nhà. Vì hai vợ chồng trốn khỏi nhà và trở về trong đêm, nên gây nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác phát hiện, quản lý. Công an huyện Gia Lộc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cặp vợ chồng trên. Hiện Công an huyện Gia Lộc hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế. Tin tiếp theo, nguy hiểm, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2 xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới. Kính thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 5 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 người tự khai báo là thành viên Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, 4 trường hợp trong cùng một gia đình gần nhà mục sư của Hội Thánh này đang ở khu phong tỏa, là một người con rể của mục sư cư trú tại Tân Phú. Đáng lưu ý, thành phố xuất hiện thêm một chuỗi lây nhiễm mới là vợ chồng thai phụ đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Trong đó, người vợ mang thai 10 tuần tuổi bị bệnh hô hấp đến khám xét nghiệm được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện chưa xác định được nguồn lây của hai ca bệnh này. Như vậy là số trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội Thánh hiện lên từ 44 trường hợp, bao gồm 32 hội viên, 4 làm việc chung, 8 tiếp xúc tại nơi ở của hội viên. Thành phố tiếp tục tiến hành điều tra truy vết với mục tiêu cắt đứt chuỗi lây nhiễm cũng như đánh giá tìm nguồn lây.
Ngành y tế khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, phối hợp với cơ quan chức năng trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ những thông tin không rõ nguồn gốc có thể gây hoang mang dư luận. Tiếp theo là tin đặc biệt về 3 ca mắc COVID-19 ở tâm dịch Thuận Thành, suy hô hấp nặng phải thở máy. Kính thưa quý vị, 3 nam bệnh nhân từ tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh sau khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đều trong tình trạng bệnh trở nặng rất nhanh, suy hô hấp nặng phải thở máy. Bệnh nhân S là nam 46 tuổi ở Thuận Thành, Bắc Ninh, xuất hiện sốt, ho, khạc đờm nhiều, đau rát họng, tức ngực khó thở, kèm đi phân ngoài lỏng 3 lần một ngày, nổi ban đỏ hai tay chân. Kết quả xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 dương tính. Ngày 9 tháng 5, bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ngày 10 tháng 5, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở máy không xâm nhập HFNC, đáp ứng kém, được đặt ống nội khí quản chuyển khoa hồi sức tích cực. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy kháng sinh corticoid, thuốc phòng chống huyết khối, dinh dưỡng. Sau 9 ngày điều trị hồi sức tích cực, tình trạng bệnh dần cải thiện, bệnh nhân cai được thở máy, rút ống nội khí quản và thở oxy ngày 19 tháng 5. Đến 22 tháng 5, được ngừng thở oxy. Ngày 25 tháng 5, tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, không khó thở, tự đảm bảo ăn uống sinh hoạt cá nhân, được chuyển khoa khác theo dõi điều trị tiếp. Bệnh nhân thứ hai là S, nam 46 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh, xuất hiện sốt, ho, khạc đờm nhiều, đau rát họng, tức ngực, khó thở, đi kèm phân lỏng 3 lần một ngày, nổi ban đỏ hai tay chân. Kết quả xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 dương tính. Ngày 9 tháng 5, bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ngày 10 tháng 5, bệnh nhân suy hô hấp tăng, thở máy không xâm nhập HFNC, đáp ứng kém, được đặt ống nội khí quản chuyển khoa hồi sức tích cực. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, kháng sinh, corticoid, thuốc phòng chống huyết khối, dinh dưỡng. Sau 9 ngày điều trị hồi sức tích cực, tình trạng bệnh dần cải thiện, bệnh nhân cai được thở máy, rút ống nội khí quản và thở oxy ngày 19 tháng 5. Đến 22 tháng 5, được ngừng thở oxy. Ngày 25 tháng 5, tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, không khó thở, tự đảm bảo ăn uống sinh hoạt cá nhân, được chuyển khoa khác theo dõi điều trị tiếp. Bệnh nhân thứ 3 là T, nam 47 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh, có tiền sử viêm gan virus B mạn phát hiện từ 2008, hiện tại không dùng thuốc kháng virus. Khoảng 5 ngày sau phơi nhiễm, ngày 5 tháng 5, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho đờm, đau họng, đau mỏi người, đi phân lỏng 2-3 lần một ngày. Xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính, anh T được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị. Theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Đình Phú, trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân tiến triển nhanh, được chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 12 tháng 5 trong tình trạng tỉnh, mệt mỏi, suy hô hấp nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi, suy hô hấp cấp, COVID-19, được thở máy oxy dòng cao, HFNC, nằm sấp, kháng sinh, corticoid, thuốc phòng chống huyết khối. Tuy nhiên, bệnh nhân không cải thiện, mệt nhiều, suy hô hấp nặng hơn. Ngày 13 tháng 5, được đặt ống nội khí quản, chuyển khoa hồi sức tích cực. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực thở máy, kháng sinh, corticoid, thuốc phòng chống huyết khối, dinh dưỡng. Sức khỏe sau đó dần cải thiện. Sau 10 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân được cai thở máy, chuyển oxy ngày 23 tháng 5, đến 25 tháng 5 được bỏ thở oxy. Ngày 26 tháng 5, bệnh nhân tỉnh táo không sốt, không khó thở, toàn trạng ổn định, tự đảm bảo ăn uống sinh hoạt cá nhân, được chuyển khoa khác theo dõi điều trị tiếp. Tin tiếp theo, phát hiện thêm 2 người nghi nhiễm nCoV liên quan thai phụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, thêm 2 người là F1 của vợ chồng này có kết quả nghi nhiễm với nCoV. Đó là bé trai 3 tuổi, con của hai vợ chồng và một nữ đồng nghiệp làm việc chung với người vợ tại ngân hàng VIB quận 7. Nữ đồng nghiệp này cư trú tại phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức. Như vậy, tổng số ca lây nhiễm của chuỗi này 4 người. SCDC nhận định kết quả điều tra bước đầu cho thấy chuỗi lây nhiễm này không liên quan Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Hai bệnh nhân F0 cư trú tại chung cư Sen Xanh, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, người vợ làm việc tại ngân hàng VIB, chi nhánh quận 7, người chồng làm việc tại ngân hàng SHB, quận Tân Bình. Theo điều tra dịch tễ từ cơ quan chức năng, ngày 23 tháng 5, người vợ bị sốt nhẹ nên ở nhà, không đi bầu cử, không đi khám bệnh hay mua thuốc. Sau đó chị ở nhà đến ngày 25 tháng 5 thì hết sốt. Tuy nhiên thời điểm này, người chồng có biểu hiện sốt, đau họng, ho ít. Ngày 27 tháng 5, người vợ đưa chồng đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, được đưa vào khu cách ly ngay sau khi khám sàng lọc.
Mẫu xét nghiệm của hai người này có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 28 tháng 5. Sau khi nhận thông tin, SCDC tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc. Những người này được chuyển cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Hiện thành phố tiếp tục tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, phong tỏa nơi ở của gia đình bệnh nhân. Hai trụ sở ngân hàng, nơi làm việc, các trường hợp tiếp xúc gần F1 chuyển cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Người thuộc diện F2 được cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, SCDC thực hiện xét nghiệm mở rộng các địa điểm liên quan bệnh nhân để đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Tin tiếp theo, người phụ nữ bán hoa quê Hưng Yên dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 lần xét nghiệm. Trao đổi với phóng viên ngày 28 tháng 5, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hưng Yên cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19. Trường hợp này là bà T, sinh năm 1968, trú thôn Duyên Linh, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, là F1 của bệnh nhân 3168. Theo CDC Hưng Yên, ngày 27 tháng 4, bệnh nhân 3168 và 4262 đến nhà bà T chơi, cùng nhau hát karaoke tại nhà. Ngày 1 tháng 5, con trai làm tại huyện Thanh Trì, Hà Nội và con gái ở xã kế bên về nhà chơi. Chiều ngày 3 tháng 5, bà T chở bệnh nhân 3168 từ quê lên phố Trương Định, thành phố Hà Nội, sau đó ở lại ăn cơm với bệnh nhân 3168. Những ngày sau đó, bà đi lấy hoa ở chợ Quảng Bá, Nhật Tân, Hà Nội, sau đó về chợ Tân Mai, quận Hoàng Mai bán. Chiều ngày 7 tháng 5, sau khi biết bệnh nhân 3122 mắc COVID-19, bà T đi xe máy từ Hà Nội về quê rồi khai báo tại trạm y tế xã Đông Ninh, sau đó tự cách ly tại nhà. Tối cùng ngày, bệnh nhân 3168 dương tính với SARS-CoV-2. Bà T trở thành F1, được đưa đi cách ly tập trung tại khu Than Nâu, huyện Khoái Châu. Tại khu cách ly, nữ bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần cho kết quả âm tính, rồi được chuyển xuống Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên điều trị. Tại đây, kết quả xét nghiệm được xác định bà T dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, Trung tâm Y tế Khoái Châu phối hợp với trạm y tế xã truy vết các trường hợp F1, F2. Tin tiếp theo, khẩn cấp khoanh vùng cách ly bệnh viện quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 28 tháng 5, từ 8 giờ lực lượng chức năng lập hàng rào chắn tại cổng chính của bệnh viện quận Tân Phú ở địa chỉ 611 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Đến khoảng 10 giờ sau thời gian cách ly tạm thời, một số người bệnh và nhân thân được rời bệnh viện khi có sự đồng ý của lực lượng chức năng. Ngành chức năng chưa thông tin cụ thể về việc khoanh vùng này liên quan đến ca nhiễm hay nghi nhiễm nào. Một bệnh nhân được phép rời khỏi bệnh viện lúc 10 giờ 15 phút, chia sẻ sau khi hoàn thành thủ tục, được sự đồng ý của lực lượng chức năng, ông được xuất viện. Ông nói, tôi nằm viện nhiều ngày qua, nay đến ngày ra viện, hay tin nơi này có người nhiễm, tôi và những người thân lo lắng lắm, ai cũng bảo tôi nhanh chóng rời viện để an toàn. Những người bệnh được ra khỏi bệnh viện cho biết họ đều được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 trước khi rời khỏi đây. Gần 11 giờ, lực lượng y tế tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ các phòng khoa của bệnh viện. Theo thông tin từ trạm y tế phường Tây Thạnh, hẻm 80 Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, quận Thủ Đức, cũng đang được phong tỏa tạm thời vì liên quan đến ca nghi mắc COVID-19. Đây là ca nghi nhiễm chưa được công bố, lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần thiết. Trước đó, cũng tại quận này, đêm ngày 27 tháng 5, chung cư Lotus Garden có địa chỉ 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh bị phong tỏa vì liên quan ca nghi mắc COVID-19. Người này là một thai phụ được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, quận Phú Nhuận. Tin tiếp theo, Bà Rịa Vũng Tàu cách ly F1, truy vết F2, F3 liên quan ca nhiễm ở Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã đưa đi cách ly một trường hợp F1 do liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 sinh hoạt tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình ra soát điều tra dịch tễ, F1 tên là U, sinh năm 2001, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tiếp xúc với H, sinh năm 1995, ở trọ đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngày 26 tháng 5. Thời điểm tiếp xúc cuối cùng là tối ngày 18 tháng 5. Thông tin dịch tễ của F1 như sau. 17 giờ ngày 19 tháng 5, đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về xã Sơn Bình, huyện Châu Đức. Từ 19 tháng 5 đến 27 tháng 5, có đi đến nhiều nơi tiếp xúc nhiều người tại địa phương. Khoảng 10 giờ 30 ngày 27 tháng 5, sau khi nghe thông tin có ca dương tính liên quan đến mình, F1 đi khai báo y tế tại trạm y tế xã Sơn Bình. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, huyện Châu Đức đã đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1.
Kết quả xét nghiệm lần 1 tối 27 tháng 5 cho thấy người này âm tính. Huyện Châu Đức họp khẩn trương truy vết 64 trường hợp F2 đang tiếp tục tổng hợp trường hợp F3. Trong đó có 53 trường hợp F2 tại địa phương ban hành quyết định cách ly lấy mẫu xét nghiệm. 11 trường hợp tại các địa phương khác gồm huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và tỉnh Đồng Nai. Tiếp theo chương trình là tin tích cực thưa quý vị. 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 Hà Tĩnh xuất viện, Nghệ An không còn ca mắc COVID-19. Chiều 27 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân 3098 sau 21 ngày điều trị. Bệnh nhân này là ông Quy, 47 tuổi, trú ở xã Quỳnh Lập. Ông Quy chăm vợ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh, Hà Nội, được xét nghiệm mắc COVID-19 ngày 6 tháng 5. Đây là ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Nghệ An. Sau 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, ông Quy được xuất viện và sẽ cách ly y tế thêm 2 tuần nữa. Tính đến thời điểm này, 5 bệnh nhân COVID-19 từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 tại Nghệ An đã được xuất viện. Tỉnh này đã dỡ lệnh phong tỏa hết do không còn ca bệnh. Tại Hà Tĩnh, Sở Y tế này cho hay, sau 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và đủ thời gian 21 ngày điều trị, 3 ca bệnh 2932, 2933, 2934 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Tiếp theo là thông tin người mua thuốc điều trị đường hô hấp ở Thành phố Hồ Chí Minh phải khai báo y tế. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát công văn khẩn về việc yêu cầu khai báo y tế đối với tất cả những trường hợp mua thuốc điều trị triệu chứng liên quan đến đường hô hấp. Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức và Phòng Y tế các quận huyện khẩn trương thực hiện các nội dung, phối hợp với Trung tâm Y tế thống kê các nhà thuốc trên địa bàn có liên quan đến ca nghi nhiễm và các ca F1 nếu có, kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế, liên thông dữ liệu kinh doanh thuốc của các nhà thuốc đối với các ca nghi nhiễm nêu trên. Báo về Sở Y tế các trường hợp không thực hiện hoặc vi phạm quy định để có biện pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục hướng dẫn các nhà thuốc về việc khai báo y tế nếu có người mua các loại thuốc điều trị chứng liên quan đến hô hấp, sốt, ho, đau họng, khó thở. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Kinh hoàng, trong 4 tháng, Malaysia phát hiện 1.085 ổ dịch COVID-19 ở nơi làm việc. Thưa quý vị, từ 21 tháng 5 đến 26 tháng 5 vừa qua, Malaysia phát hiện 1.085 ổ dịch COVID-19 ở nơi làm việc, liên quan tới 129.322 ca mắc mới. Trong đó, từ ngày 1 tháng 4 đến 26 tháng 5, số lượng ổ dịch ở nơi làm việc được ghi nhận là 287, gây ra 17.087 ca mắc mới. Tổng thư ký Bộ Y tế Malaysia, tiến sĩ Noor Hisham, cho biết thêm rằng dù nước này áp lệnh phong tỏa di chuyển MCO lần thứ 3, nhưng số lượng ổ dịch ở nơi làm việc không giảm. Từ khi bắt đầu áp dụng MCO lần thứ 3 vào ngày 12 tháng 5 tới 26 tháng 5, Malaysia phát hiện 115 ổ dịch ở nơi làm việc, gây ra 5.392 ca mắc mới COVID-19, trong đó 62 ổ dịch thuộc ngành chế tạo. Do vậy, Bộ Y tế Malaysia hoan nghênh sáng kiến của Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế MITI đưa ra các biện pháp phòng chống dịch mới trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Safe Work để đảm bảo hoạt động liên tục sản xuất. Trong đó đáng chú ý là việc các công ty thành lập đội cấp cứu COVID-19 tiến hành vệ sinh định kỳ, đảm bảo chỗ ở thoải mái cho người lao động. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Noor Hisham, người lao động cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách xã hội. Đồng thời, khi xuất hiện triệu chứng, người lao động cần thông báo ngay cho người sử dụng lao động, đi kiểm tra sức khỏe, tránh đi làm để giảm nguy cơ lây nhiễm. Tin tiếp theo, Đài Loan tức giận mất hợp đồng vaccine COVID-19 vì cụm từ đất nước chúng tôi. Chính quyền Đài Loan đang giận dữ trước việc hợp đồng mua vaccine BioNTech bị đổ bể vào phút chót. Các quan chức Đài Loan, gồm cả nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, đã quy trách nhiệm cho Trung Quốc và cáo buộc Bắc Kinh can thiệp gây khó dễ cho chiến dịch tiêm vaccine của Đài Bắc. Trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 5, người đứng đầu Cơ quan Y tế Đài Loan, ông Chang Xin-chung, ám chỉ rằng tỷ lệ tiêm chủng thấp là do có bàn tay cản trở của Trung Quốc. Chuyện xảy ra tháng 1 năm nay khi Đài Loan và BioNTech chuẩn bị công bố một thỏa thuận vaccine sau nhiều tháng đàm phán khó khăn. Theo ông Chang, chính quyền Đài Bắc khi đó đã ký hợp đồng bản cuối cùng gửi lại BioNTech, kèm thông cáo chung dự kiến đưa ra ngày 8 tháng 1. Nhưng 4 tiếng sau, họ đột nhiên gửi lại bức thư và đề nghị nên thay cụm đất nước chúng tôi trong thông cáo báo chí bản tiếng Trung. Ông Chen kể lại,
Chính quyền Đài Bắc chấp nhận nhân nhượng hãng dược Đức và thay thế cụm từ trên bằng chữ Đài Loan. Tuy nhiên một tuần sau đó, BioNTech gửi tiếp một thông báo, trong đó nói rằng thương vụ với Đài Loan phải hoãn lại sau khi đánh giá nguồn cung vaccine toàn cầu. Theo các quan chức Đài Bắc, cách hành xử của BioNTech vô cùng bất thường. Đối với tôi, rõ ràng là chốt xong hợp đồng không có vấn đề gì về các điều khoản trong đó, vấn đề chỉ có đến từ bên ngoài hợp đồng. Ông Chen ám chỉ Trung Quốc can thiệp. BioNTech từ chối bình luận về các phát ngôn của quan chức Đài Loan khi mà được liên hệ, theo Reuters. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, đề nghị cung cấp vaccine COVID-19 cho vùng lãnh thổ này. Theo Reuters, Trung Quốc có một công ty ký hợp đồng sản xuất vaccine với BioNTech nên đề nghị chuyển lại vaccine này cho Đài Loan. Bắc Kinh khẳng định số vaccine này là hàng chính hãng và nhiều người Đài Loan đang rất muốn có. Tuy nhiên, chính quyền Đài Loan từ chối thẳng thừng, tuyên bố họ muốn mua trực tiếp BioNTech chứ không phải qua trung gian từ một công ty đại lục. Vùng lãnh thổ này cho rằng nếu Bắc Kinh thực sự muốn giúp đỡ, tốt nhất không nên gây sức ép chính trị để cản trở các hãng dược bán vaccine cho Đài Loan. Vùng lãnh thổ này hiện đang giáo diết săn tìm vaccine trước sự bùng phát bất ngờ số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo hãng tin Reuters, hiện chỉ có 1% trong tổng số 23 triệu người Đài Loan được tiêm vaccine COVID-19. Thời lượng của bản tin tin tức 24 giờ TV đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.